Trong các video trước chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung kiến thức liên quan tới cái thằng là scroll và transition. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tới nội dung thứ 10, đó chính là các kiến thức liên quan tới những cái thẻ meta và những cái chức năng mà Node.js hỗ trợ chúng ta trong các vấn đề về SEO ha. Thì các bạn truy cập vào trong phần tài liệu này, click vào cái phần menu là Features và vào trong phần Meta Task và SEO. Thì ở đây đối với phần này nó chỉ là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà mình thực hiện những cái project mà chúng ta cần phải thiết lập vấn đề về SEO và mình phải code làm sao cho nó chuẩn là về SEO ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ba cách để thêm những cái thẻ meta vào trong ứng dụng. Ví dụ các bạn thấy là khi chúng ta truy cập lên Google và mình tìm kiếm một cái trang nào đó ha, ví dụ mình tìm kiếm trang Tiki chẳng hạn. Thì ở đây các bạn thấy rõ ràng mình có cái phần tiêu đề, rồi chúng ta có cái phần nội dung mô tả của trang. Rồi mình có những cái liên quan tới sitemap chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Thì tất cả những cái phần này mình sẽ khai báo ở trong cái thẻ meta của HTML. Thì ở đây Node.js hỗ trợ chúng ta khai báo theo tổ chức theo dạng JSON ha. Thì mình sẽ khai báo trong cái file là node.config.js. Thì bên dưới nó sẽ hỗ trợ giúp chúng ta render cái phần này theo cái thẻ HTML và render trước ở phía server. Sau đó mình sẽ nhận được toàn bộ cái phần đã được render nằm trong HTML. Ví dụ như cái phần title đi, thì chúng ta sẽ khai báo ở trong cái thuộc tính là head nằm trong cái file nug.config. Thì ở đây mình sẽ có ba cách khai báo lận ha. Cách đầu tiên này là chúng ta khai báo ở cấp global, là mình bỏ vào trong thằng nug.config.js thì nó sẽ có tác dụng trong tất cả các trang. Hoặc là chúng ta có thể khai báo cục bộ, tức là locally. Chúng ta sử dụng một cái object cũng là head thôi, nhưng mà mình sẽ khai báo trong từng cái bay. Thì giả sử như chúng ta truy cập lên một cái trang nào đó, ví dụ như trang đọc báo 24h.com chẳng hạn. Đây, đây là cái tiêu đề chung. Tuy nhiên, nếu như mình click vào một cái bài viết bất kỳ đi ha, ví dụ bài này chẳng hạn, thì mỗi bài viết nó sẽ có một cái tiêu đề riêng. Đây, các bạn thấy mỗi bài viết nó sẽ có một cái tiêu đề riêng và nó sẽ có cái đoạn mô tả riêng, kiểu như vậy. Cho nên trong từng trang á thì mình có thể truy cập lên server để mình lấy dữ liệu về. Thì sau khi lấy dữ liệu về rồi, ví dụ chúng ta có cái phần tiêu đề của bài viết thì mình sẽ lấy cái phần tiêu đề này mình gắn lên cái title của cả trang luôn. Đó là cách thứ hai nha, chúng ta khai báo cục bộ ở trong một cái component nào đó hoặc là trong một cái bay nào đó. Còn cách thứ ba là chúng ta sử dụng cái thằng head này như là một cái function. Thì cái function này nó có thể truy cập được vào cái phần dữ liệu. Nếu như mình nói là truy cập được vào dữ liệu, tức là truy cập được vào cái biến title của bài viết chẳng hạn, thì mình có thể dùng cách thứ ba này để lấy dữ liệu ra và mình hiển thị ra cái thằng meta, hoặc là hiển thị ra phần description, hoặc hiển thị ra cái phần tiêu đề của cả trang. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống xem cách nó khai báo ha. Đầu tiên ở trong cái thằng nug.config.js thì cái mà chúng ta thường làm nhất trong tất cả các dự án đó là gì? Đó là chúng ta sẽ import một cái font ở bên ngoài chẳng hạn. Trong trường hợp này nó import giúp chúng ta một cái icon. Cái icon này là nằm ở trên tiêu đề, các bạn thấy ha. Ở đây, trên tiêu đề trang web chúng ta có một cái phần icon này. Giả sử bây giờ mình vào trong file nug.config ha. Đây, kéo xuống phía dưới này, mình mở file nug.config.js. Thì hiện tại nó đã khai báo sẵn cho chúng ta một số thông tin rồi. Đây, ví dụ như tiêu đề chẳng hạn. Tiêu đề thì mình xóa cái này đi, mình có thể ghi là một cái tiêu đề nào đó ha. Ví dụ chúng ta ghi là demo meta tag, được chưa? Meta này, tag và sale Node.js. Thì cái tiêu đề này nó sẽ có tác dụng trong tất cả các bay luôn. Rồi, mình sửa file config thì phải chờ thằng Node.js nó setup lại server ha. Ok, giờ mình sẽ run lại này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là đang setup server và sau khi setup xong á, phần tiêu đề chúng ta sẽ được thay đổi. Và mình truy cập vào cái trang nào thì mình cũng sẽ nhận được cái phần tiêu đề giống như vậy. Và cái phần tiêu đề này rõ ràng nó cũng sẽ được render trước ở phía server ha. Các bạn có thể kiểm tra vào trong phần network này. Mình reload lại trang ha. Và đây chính là cái phần request lên phía server. Thì trong phần response chúng ta sẽ có sẵn cái tiêu đề nằm trong phần header. Đấy, thì sau này mỗi trang mình có thể thiết lập một cái tiêu đề riêng ha, chứ không nhất thiết phải dùng chung. Thì ở đây là cái bước mà chúng ta thiết lập ở global, tức là trang nào nó cũng ảnh hưởng bởi cái thằng này. Tương tự mình có thể thiết lập cái mô tả của trang. Thì cái phần description này chính là cái phần mà chúng ta tìm kiếm ở trên Google này. Được chưa? Rồi tương tự giả sử như mình truy cập lên thằng Google Font ha. Đây. Để chúng ta cài đặt một cái font chữ cho tất cả các trang chẳng hạn. Thì mình cũng có thể cấu hình luôn ở trong thằng config. Ok, ví dụ ha, mình search một cái font là Roboto chẳng hạn. Đây, font Roboto. Rồi sau đó chúng ta chọn một số cái phần thiết lập. Ví dụ mình chọn cái font là 400 chẳng hạn. Rồi nó sẽ giúp chúng ta có một cái phần đường link để mình khai báo. Thì cái phần đường link này là cách mà chúng ta khai báo ở trong HTML thông thường đúng không? Tạm thời mình comment ở đây ha. Đây. Thì tất cả những cái thuộc tính này á, bây giờ nó sẽ tổ chức theo dạng JSON. Rồi, nó chính là link đúng không? Link thì mình sẽ bỏ vào trong cái thuộc tính là link. Nó là một cái array, tức là mình có thể khai báo nhiều cái link ha. Rồi, ngoài cái phần icon ra thì mình sẽ khai báo thêm một cái object nữa. Trong đây nó cũng có thuộc tính là rel.
thì nó chính là cái thằng này này, bỏ lên đây đấy. Tương tự mình có thêm cái href thì mình copy cái phần href này, tổ chức nó giống như là một cái object thôi, và copy cái phần đường link này đây, đặt lên vị trí này đấy. Thì sau khi mình sửa cái file config thì mình cũng sẽ chờ server nó setup lại ha, và mình sẽ kiểm tra ở trong cái phần header chúng ta sẽ có được một cái phần đường link rõ ra bên ngoài, hay còn gọi là khai báo cái external resource ha, những cái tài nguyên ở bên ngoài chính là trong cái thằng Google. Đây mình sẽ kiểm tra ha, thằng này đó, đây các bạn thấy không, nó có một cái phần đường link này, href rõ sang Google. Thì lúc này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phần của Google để mình khai báo cho cái trang web của chúng ta. Thì đó là cái cách để mình khai báo theo dạng external resource ha, đây external resource này, hoặc là mình có thể khai báo theo dạng là cái hình ảnh ở trong cái thư mục của mình cũng được. Trong trường hợp này cái phần favicon.ico này nè chính là cái tấm hình mà chúng ta đã bỏ ở trong cái static file ha. Đây các bạn kiếm ở trong thằng là static nè, trong này có một cái icon, thì cái static file mình đã biết rồi ha. Đây là một cái thư mục mà chúng ta có thể truy cập trực tiếp ở trên đường dẫn mà nó không có sự can thiệp nào của webpack hoặc là babel đấy. Chúng ta chỉ cần ghi lên đường dẫn là xuyệt tới cái file này là nó sẽ get được ha. Ok thì đó là cái thứ hai rồi. Chúng ta có thể khai báo trong local đúng không, ví dụ như mình có cái trang là trang client đây, trang client. Thì trong trang client á, bây giờ mình sẽ sửa lại cái phần tiêu đề của trang client ha, để cho nó có một cái phần tiêu đề khác. Mình vào trong phần client này, đây index. Ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng cái thằng là thằng head. Nếu bạn nào quên cú pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập lên phần tài liệu để mình xem lại ha, không có gì cả. Đây local setting này, nó cũng là head, nó cũng là title, nó cũng là meta đúng không. Rồi mình khai báo cái title ha, đây title, đây là client page chẳng hạn, lưu lại. Rồi mình sẽ chạy lại thử ha, reload lại trang. Thì lúc này chúng ta sẽ nhận được cái phần tiêu đề ở đây, nó là một cái tiêu đề khác ha. Rồi mình sang cái thằng long bay thử ha, sang long bay thì nó sẽ có cái tiêu đề mặc định, tại vì trong long bay mình chưa có set đúng không. Rồi giả sử ở trong long bay đi, đây trong long bay mình khai báo theo dạng function ha. Rồi kiếm tới cái thằng strong này, long bay. Lúc này cái head của chúng ta nó là một cái function, và function này nó làm gì, các bạn coi lại phần tài liệu này. Thì function này nó cũng return về một cái object thôi, thấy chưa? Và đặc biệt là cái object này nó có thể truy cập được vào cái phần dữ liệu ha. Chúng ta sẽ giả sử tiếp là mình có một cái phần data được lấy từ server về, và chúng ta có phần tiêu đề bài viết chẳng hạn. Đấy, đây là tiêu, được chưa? Tiêu đề bài viết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần tiêu đề bài viết này ra để mình hiển thị trong cái phần title của cả toàn bộ trang, được chưa? Thì nó sẽ return về một cái object. Và trong cái object này nó sẽ giống y chang như cách mà chúng ta khai báo ở trong thằng nấc.config ha. Mình cũng có tiêu đề, mình cũng có những cái thẻ meta riêng dành cho cái trang này. Đấy, ví dụ mình có cái title này. Ở đây mình sẽ ghi là this.title. Ok. Rồi, lưu lại ha. Lưu lại và chạy thử này. Đây là trong thằng long bay ha. Rồi, reload lại trang. Đấy, thì ngay lập tức trong phần long bay mình sẽ nhận được cái phần tiêu đề. Ừ, giả sử mình copy một cái direction ở thằng Tiki, mình copy vào chẳng hạn. Thì cái phần direction này chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái phần nội dung của bài viết đúng không, để mình hiển thị vào. Ví dụ mình copy cục này ha và bỏ vào đây chẳng hạn, direction đấy nó là một cái string thôi. Và cái direction chúng ta cũng khai báo giống y chang như cái thằng bên thằng nấc.config. Đây chúng ta cũng có một cái name là direction này, cũng có cái phần content này, copy đặt vào vị trí này phải cái. Rồi coi lại ha, direction nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong thằng meta đúng không, và meta là một cái array, meta này một cái array đấy. Cái phần hidden HID này nó chính là cái phần ID ha, chứ không phải là viết tắt từ hidden đâu, nhiều bạn nhìn vào tưởng là hidden, không phải ha, nó là ID đó. Rồi mình có thể không cần khai báo cái này cũng được ha, xóa đi, mình chỉ có name và có content. Thì cái phần content này chúng ta hoàn toàn có thể truy cập được vào trong dữ liệu của nó, chính là gì, chính là this.description. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha. Truy cập vào trang này. Tạm thời clear cái phần network đi và mình refresh lại trang. Và check vào trong cái phần response của thằng Node.js. Thì đây, phần description chúng ta đã có cái phần mô tả là hàng ngàn sản phẩm chính hãng. Thì sau khi mình đưa trang web của chúng ta lên thực tế sử dụng á, thì khi mà mình đăng ký với Google để mình đánh chỉ mục, thì khi chúng ta tìm kiếm cái phần nội dung này, description này nó sẽ hiển thị trong ô kết quả tìm kiếm của Google. Ok. Còn rất nhiều cái thẻ meta khác nữa ha, các bạn có thể truy cập lên Google, search một cái gọi là Open Graph chẳng hạn. Đây, cái thằng này nó là một cái thẻ meta giúp chúng ta khai báo khi mà mình chia sẻ cái trang web của mình lên cái trang mạng xã hội chẳng hạn.
ha. Ví dụ các bạn copy cái phần đường link của chúng ta, copy lên Facebook và mình có thể share cho mọi người, thì làm sao Facebook nó biết được nó lấy tấm hình nào và lấy cái nội dung nào để nó hiển thị review đúng không? Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta khai báo những cái thẻ meta dạng như vậy ha. Ví dụ nè, meta chúng ta có thuộc tính là property nè, chúng ta có content nè, thì mình chỉ cần lấy cái phần thuộc tính này bỏ vào trong meta thôi. Ví dụ ha, mình bỏ vào meta nè, nó là một cái object. Thì bây giờ mình sẽ khai báo nhiều object ha. Object thứ hai. Và nó có cái thông tin thứ nhất là property. Và giá trị là gì? Là viết tắt OG, là viết tắt của chữ Open Graph ha. Title. Đây là cái tiêu đề mà chúng ta chia sẻ lên mạng xã hội này. Thì nó sẽ nhận diện cái phần tiêu đề này. Nó hiển thị cho người ta xem trước một đoạn ha. Đấy, tương tự cái phần content. Content. Rồi, bây giờ mình sẽ run lại thử ha. Truy cập vào thằng Long Bay. Refresh lại trang. Đây, và kiểm tra cái request thứ hai. Chúng ta sẽ có tiếp một cái thẻ meta mới là property y chang như vậy. Đấy, thì là tác dụng của thằng Open Graph thì chúng ta cũng nên khai báo hết tất cả thông tin này ha. Ví dụ tiêu đề được nhìn trước ở trên những cái trang mạng xã hội này, rồi cái phần kiểu này, rồi URL của cái phần đường link này, hoặc là chúng ta cho phép người dùng nhìn thấy một cái tấm hình nào đó khi mình chia sẻ lên Facebook hoặc là Twitter hoặc là bất kỳ những cái mạng xã hội nào khác thì nó sẽ tìm vào cái chỗ này. Và đương nhiên mỗi mạng xã hội nó sẽ có những cái quy tắc khác nhau, chúng ta sẽ phải tìm kiếm theo từng dạng ha. Ví dụ như dạng nó không mô tả gì cả thì mình sẽ lấy mặc định là cái này. Còn ví dụ như Twitter nó có những cái cách khai báo riêng á, thì mình phải search những cái từ khóa liên quan tới Twitter. Còn rất nhiều dạng khác meta liên quan đến SEO nữa ha. Các bạn có thể truy cập lên Google để mình tìm hiểu thêm. Giả sử như mình ghi là các thẻ HTML nè, hỗ trợ này, SEO chẳng hạn. Thì sẽ có rất nhiều bài viết nó nói về cái này. Thì mình chỉ cần chịu khó bỏ thời gian ra và tìm hiểu thôi. Là chúng ta có thể tối ưu một phần ở trong mã nguồn của mình để cho nó tốt với những cái công cụ tìm kiếm ha. Và Next.js này sẽ hỗ trợ cho chúng ta khai báo tất cả những thứ liên quan tới cái thẻ hit. Còn một vấn đề nữa là ví dụ như chúng ta muốn khai báo một cái phần đường link ở bên ngoài, giả sử mình muốn nhúng cái thằng jQuery chẳng hạn như này. Đấy, thì mặc định những tất cả những cái phần script hay là những cái phần link á, nó sẽ khai báo ở cái phần phía trên, tức là nằm ở trên thẻ hit của HTML. Giả sử mình muốn cái phần JavaScript này này nó được khai báo ở phía dưới body thì các bạn đọc tài liệu ở đây ha. Đây này. Nếu như chúng ta muốn thêm tất cả những resource này ha, mình thêm vào với cái option là body bằng true á, thì nó sẽ include vào before, tức là sao? Before tức là trước cái thẻ body, đúng không? Trước thẻ đóng của body. Giả sử ha, mình copy cái dòng này. Copy dòng này. Và bỏ vào trong thằng long bay, nó cũng nằm ở trong cái phần return đây đúng chưa? Đây, nó nằm trong cái thuộc tính là script và mình cũng có thể khai báo nhiều cái script ha. Và chỗ này mình sẽ tạm thời để như vậy cái đã, coi coi nó khai báo ở đâu ha. Rồi, chạy lại này. Kiểm tra tiếp vào trong cái phần request thứ hai. Chúng ta sẽ có một cái đoạn script rõ tới cái thư viện jQuery. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái option nữa là body bằng true. Thì lúc này nó sẽ bỏ trước cái thẻ đóng của body. Reload lại trang. Đây, cái request thứ tư. Các bạn thấy ở đây, thẻ script đã không còn nữa ha. Thay vào đó nó sẽ khai báo ở phía dưới này. Mình sẽ kéo xuống phía dưới. Đây, trước thẻ đóng của body. Mình kéo ra phía sau ở đây, nó sẽ có một cái đoạn script là nhảy ra phía sau như này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể inspect element ở góc này cũng được ha, cho mình nhìn rõ hơn. Đây, chính là cái thẻ script mà nó khai báo nằm ở trước thẻ đóng body. Thì đó là tất cả những thứ liên quan tới thẻ meta và hỗ trợ cho vấn đề về sale. Các bạn hãy truy cập lên phần tài liệu để mình đọc thêm chi tiết hơn ở đây ha. Còn lại đó là tất cả những thứ mà chúng ta thường dùng, hoặc là mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái module ở bên ngoài. Ví dụ này, view meta này. Đấy, nó có những dẫn những cái đường link để mình tham khảo ở bên ngoài ha. Thì khi mà chúng ta dùng những thằng này nó sẽ hỗ trợ tốt hơn là mình tự khai báo thôi. Thì các bạn hoàn toàn có thể lên đây đọc thêm tài liệu ha. Ok.